90% nhà đầu tư đang bị ảo tưởng và nhầm lẫn khi đầu tư đó là đất nền và chung cư. Đất nền thì nó có lợi thế, ưu điểm đó là cái suất đầu tư nhỏ, có thể là mấy trăm triệu chúng ta cũng có thể đầu tư được, đến mấy chục tỷ cũng được. Với cái loại hình này thì các nhà đầu tư đa số là có kỳ vọng rất lớn. Thông thường đa số chung là ở cái loại hình này, đa số nhà đầu tư mong muốn và kỳ vọng đó là đầu tư ít và lợi nhuận cao và không gia tăng giá trị, mà chủ yếu là chờ đợi thời gian để bán để chốt lời. Nhiều anh em bị truyền thông dẫn dắt cứ nghĩ mua bất động sản là có lời. Nhưng khi mua vào thì mới biết cái mảnh đất đó không thể làm sổ đỏ được, không thể xây dựng được và mãi ở trong rừng rúi, không biết bao giờ có người đến ở. Và cái đất đấy thì chúng ta chỉ có để đó là trồng cỏ, nuôi bò thì được thôi. Về kinh nghiệm của cái mô hình này thì sẽ không có dòng tiền và cái việc thanh khoản thì dựa theo vào sóng. Với cái chung cư thì lợi thế của đó là được cái thiết kế nó đồng bộ và quy hoạch nó rõ ràng và có nhiều cái tiện ích. Đặc biệt đa số những cái chung cư thì nó có cái pháp lý tương đối là nó rõ ràng. Về vấn đề thanh khoản thì chung cư nó cực nhanh, đây là cái nhu cầu rất nhiều người cần và có thể cho thuê được với cái dòng tiền đó là khoảng 4-5% trên một năm. Về cái nhược điểm nó thì nó không quá đột biến so với cả đất nền, thường nó sẽ tăng giá từ 5-10% trên một năm, vì đây là cái bất động sản đa số hướng đến là đối tượng đó là người tiêu dùng. Trên đây là cái quan điểm cá nhân của tôi để anh em có cái tham khảo để lựa chọn ra cái phương án đầu tư của mình tốt nhất.